Mệt chưa? Ui đỉnh mẹ, teo to cho mày một chảy máu hết rồi. Sao bên kia? Bếp không vào đây. Đây, tay bị nó bột chảy máu hết rồi. Vào đi. Vào. 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 Vào lòng. Vào lòng. Đi, lên một con cho nó ăn. Sợ nó cắn cơ mà. Sợ gì? Đẹp chưa các bạn ơi, đẹp chưa? Rất là đẹp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Không nhìn nữa. Đây tay bị nó mổ chảy máu hết các bác ạ. Đây. Mổ kinh khủng thật. Mang đi cho nó ăn đi. Đi xem mấy cái đi con. Con đi xem mấy cái đi. Nó không ăn thôi.